Vâng, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại kênh YouTube của cửa hàng Honda Đức 10. Và hôm nay thì vào dịp giữa tháng 10 này, Lộc sẽ báo giá chương trình khuyến mãi hiện tại của dòng xe Winx nè. Chương trình hỗ trợ ưu đãi đặc biệt, hỗ trợ mua góp với lãi suất cực kỳ ưu đãi 0% chỉ có tại cửa hàng Honda Đức 10 nha các bạn. Thì hôm nay Lộc sẽ quay tất cả những phiên bản của dòng xe Winx cho các bạn để các bạn tham khảo luôn. Thì trước mắt các bạn đây, dòng xe Winx nó sẽ có 3 phiên bản. Thì bản tiêu chuẩn nè, bản đặc biệt và bản thể thao. Thì trước mắt các bạn đây là đầy đủ tất cả những phiên bản màu của Honda luôn. Thì hôm nay Lộc sẽ cập nhật chương trình khuyến mãi cho các bạn nè, ưu đãi cực kỳ lớn. Và đặc biệt hơn nữa thì dòng xe Winx này bên cửa hàng Hồng Đức 10 sẽ hỗ trợ cho các bạn mua góp với lãi suất 0%. Các bạn chỉ cần trả trước 30% giá trị xe trở lên thì các bạn sẽ được hỗ trợ góp 0% lãi suất, chỉ có duy nhất tại cửa hàng Honda Đức 10 nha các bạn. Bên cạnh đó thì dòng xe Winx này hiện tại bên cửa hàng sẽ hỗ trợ trực tiếp với giá xe cho các bạn á là 7,5 triệu đồng. Bên cạnh đó thì mình sẽ được tặng thêm một cái đồng hồ đeo tay. Và hiện tại dòng xe Winx này bên cửa hàng Hồng Đức 10 sẽ bảo hành cho các bạn 5 năm hoặc là 50.000 km tại cửa hàng Honda Hồng Đức 10 nha các bạn. Thì trước mắt các bạn đây là phiên bản tiêu chuẩn màu trắng đen. Thì đối với phiên bản tiêu chuẩn màu trắng đen, nó vẫn sử dụng động cơ 150, hệ thống phun xăng điện tử. Đặc biệt thì dòng xe Winx V3 thế hệ mới này các bạn, nó sẽ được trang bị cái Ford cao su sơn cho tất cả những phiên bản của dòng xe Winx. Và bên cạnh đó thì dòng xe Winx phiên bản màu tiêu chuẩn này nó sẽ có 3 màu. Thì Lộc sẽ cập nhật cho các bạn 3 phiên bản màu mới này. Phiên bản màu trắng đen nha các bạn. Thì hiện tại dòng xe này nó đang hỗ trợ giảm trực tiếp giá xe là 7,5 triệu đồng. Bên cạnh đó thì các bạn nếu mà có bạn bè người thân mình đã mua xe tại Hồng Đức, có cái phiếu quà tặng mua xe Winx lần 2 thì mình sẽ được hỗ trợ giảm giá thêm 1 triệu đồng nữa đối với dòng xe Winx này nha các bạn. Thì kế tiếp là phiên bản màu đen bóng của dòng xe Winx phiên bản V3, phiên bản tiêu chuẩn nha các bạn. Nó sẽ có 3 màu cho các bạn lựa chọn nè: trắng, đen, đỏ, đỏ đen. Thì nó sẽ có nhiều phiên bản màu để các bạn dễ dàng lựa chọn hơn khi các bạn đang có nhu cầu sử dụng một chiếc xe Winx. Đặc biệt là hiện tại dòng xe Winx này đang hỗ trợ với lãi suất cực kỳ ưu đãi 0%. Thì các bạn chỉ cần trả trước 30% giá trị xe nha các bạn. Thì hôm nay Lộc sẽ tính cho các bạn một cái phiên bản mình chỉ cần trả trước là 11.700.000 đồng. Các bạn sẽ góp từ 12 tháng cho tới 24 tháng luôn. Thì 12 tháng thì mỗi tháng góp là 2.412.000, 15 tháng là 1.932.000, 18 tháng là 1.612.000 và 24 tháng là 1.212.000. Các bạn sẽ sở hữu được một chiếc xe côn tay 150, động cơ cực kỳ là mạnh mẽ. Và đặc biệt nữa là được bảo hành lên đến là 5 năm nha các bạn. Thì kế tiếp phiên bản đặc biệt nó sẽ có 3 màu: bạc, đỏ, đen. Thì trước mắt các bạn đây là phiên bản màu bạc. Thì đối với dòng xe Winx này các bạn, phiên bản đặc biệt này nó sử dụng phiên bản màu nhám nha. Và đặc biệt thì dòng xe bản đặc biệt của dòng xe Winx nó sẽ được trang bị cái thắng ABS nha các bạn. Thì so với tất cả những dòng xe côn tay động cơ 150 thì dòng xe Winx Honda luôn sản xuất quan tâm đến sự an toàn của khách hàng khi các bạn sẽ sử dụng một chiếc xe Winx. Chạy với tốc độ cao thì khi mà mình thắng nó sẽ không gây hiện tượng dính đĩa và khi không gây hiện tượng trượt bánh, đảm bảo sự an toàn hơn cho các bạn khi các bạn sở hữu một chiếc xe 150 và được đảm bảo sự an toàn hơn. Bên cạnh đó thì cửa hàng Hồng Đức 10 sẽ có chương trình là thu xe cũ đổi xe mới giảm ngay 1 triệu đồng để các bạn dễ dàng đổi những dòng xe cũ nè, xe 50 hay là tất cả dòng xe khác hãng. Thì cửa hàng Hồng Đức 10 luôn luôn tạo điều kiện để các bạn hỗ trợ để các bạn mua một chiếc xe Winx mới này. Thì kế tiếp là phiên bản màu đỏ nhám, phiên bản 150, phiên bản đặc biệt của dòng xe Winx nha các bạn. Thì dòng xe Winx này nó sẽ phối hợp giữa cái tông màu là đỏ, đen và xám, xanh nha các bạn. Đỏ, đen, xanh đối với dòng xe Winx 150 phiên bản đặc biệt. Kế tiếp là phiên bản màu đen nhám, đen vàng đồng đó các bạn. Là phiên bản cũng là phiên bản đặc biệt và được trang bị thắng ABS nha. Thì hiện tại chương trình như Lộc vừa báo cho các bạn nè, thì ngoài những chương trình khuyến mãi giống như Lộc vừa báo ra, thì nếu như các bạn là sinh viên thì mình sẽ được hỗ trợ giảm giá thêm 700.000 đồng, cộng một cái ba lô cao cấp tại cửa hàng Honda Đức 10. Các bạn là công nhân làm việc ở khu công nghiệp An Nghiệp Sóc Trăng thì mình sẽ được hỗ trợ giảm giá thêm 1 triệu đồng đối với dòng xe Winx. Thì chương trình khuyến mãi hiện tại của cửa hàng Honda Đức 10 đang cực kỳ là ưu đãi dành cho các bạn luôn. Thì nếu mà các bạn yêu thích những dòng xe Winx 150 phiên bản nào đó, các bạn sẽ nhắn tin trực tiếp vào số điện thoại của Lộc nha.
Kế tiếp là phiên bản WinX V3, phiên bản WinX V3 phiên bản thể thao. Thì bản này nó cũng giống như bản V2 mà người ta sẽ gọi là bản đường đua các bạn. Bản này nó vẫn được trang bị hệ thống ABS nha các bạn. Bên cạnh đó thì dòng xe WinX á, nó sẽ được trang bị ổ khóa thông minh Smart Key nè các bạn. Và lần đầu tiên nó được trang bị cái cổng sạc đối với dòng xe công tay. Sự an toàn tiện ích cho dòng xe công tay và đặc biệt xe WinX 150 này khi các bạn sử dụng á, thì mình sẽ đi phượt hay là nói chung là mình đi một quãng đường cực kỳ dài, cực kỳ là êm ái, vận hành cực kỳ mạnh mẽ khi được trang bị Ford cao su sên mới này các bạn. Đối với dòng xe WinX V3 nó được cải tiến hơn so với những cái dòng xe mà côn tay các bạn, là về phần sên có trang bị Ford cao su sên nên xe mình vận hành cực kỳ là êm ái, cực kỳ là mượt khi các bạn sử dụng. Và đặc biệt nữa là sên nó sẽ tăng cái tuổi thọ của sên xe đối với so với tất cả những dòng xe côn tay khác. Và Lộc xin nhắc lại là địa chỉ của cửa hàng là ấp Chợ Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng nha các bạn. Thì các bạn đang có nhu cầu sử dụng xe thì mình cứ liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của Lộc, hoặc là số điện thoại của cửa hàng, hoặc là các bạn inbox vào cái để, hoặc là để hồng comment ở dưới để Lộc liên hệ trực tiếp để tư vấn cho các bạn. Và các bạn hãy cùng nhìn ngắm lại những cái phiên bản của dòng xe WinX 150 đang có mặt tại cửa hàng Honda Hồng Đức 10. Thì trước mắt các bạn đây là ba phiên bản tiêu chuẩn nha, đỏ, đen, trắng. Kế tiếp là bản màu bạc, màu đỏ, màu đen, phiên bản đặc biệt. Thì bản đặc biệt thì nó sẽ được trang bị cái ABS nha các bạn, và cái phuộc nó sẽ được trang bị màu vàng đồng nên các bạn sẽ dễ dàng phân biệt hơn. Kế tiếp đó là phiên bản thể thao. Phiên bản thể thao thì giống như bản đường đua đỏ bóng và kết hợp tem cực kỳ là thể thao, giống như mẫu xe đua nha các bạn. Và chương trình khuyến mãi hiện tại thì như Lộc vừa báo á, chương trình đặc biệt hỗ trợ góp 0% lãi suất, trả trước 30% giá trị xe. Thì chương trình này duy nhất chỉ có tại cửa hàng Hồng Đức 10, và các bạn được góp lên đến là 24 tháng, từ 12 tháng cho tới 24 tháng. Thì chương trình này duy nhất tại cửa hàng Hồng Đức 10 nha các bạn. Chương trình sinh viên giảm thêm được 700.000 đồng cộng một cái ba lô cao cấp. Các bạn làm công nhân thì mình sẽ được hỗ trợ giảm giá thêm 1 triệu đồng. Thu xe cũ đổi xe mới sẽ giảm ngay 1 triệu đồng, duy nhất tại cửa hàng Honda Hồng Đức 10. Đặc biệt dòng xe WinX này hiện tại bên cửa hàng đang hỗ trợ bảo hành cho các bạn 5 năm hoặc là 50.000 km, và các bạn sẽ được tặng thêm một cái đồng hồ đeo tay cao cấp tại cửa hàng Honda Hồng Đức 10. Thì chương trình khuyến mãi vào giữa tháng 10 này cực kỳ là ưu đãi dành cho tất cả những dòng xe, và đặc biệt là dòng xe WinX ưu đãi trực tiếp vào giá xe nè, hỗ trợ không lãi suất, giảm thêm 1 triệu đồng khi các bạn đổi xe. Và chương trình công nhân, chương trình sinh viên, và đặc biệt các bạn có phiếu ưu đãi mua xe WinX lần 2 thì mình sẽ được hỗ trợ giảm giá thêm 1 triệu đồng. Chương trình này duy nhất chỉ có tại cửa hàng Honda Hồng Đức 10 nha các bạn. Và địa chỉ của cửa hàng là ấp Chợ Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Cảm ơn các bạn đã click vào kênh YouTube của cửa hàng Honda Hồng Đức 10. Vâng, xin chào các bạn và hẹn các bạn video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.